Các bạn nhầm không? Rồi trọng tài phân định thắng thua cho bạn Trương Lê Văn Quyến thắng. Võ Đông Khánh, Nguyễn Ngọc Nghiêm, bạn số 3 chuẩn bị. Ngọc Nhẹ, Ngọc Thanh, Tấn Hồi, Tiến Đạt, chuẩn bị. Phan Văn Quảng, chuẩn bị á, là mình đứng ngay cái vị trí này, mình đứng mình đợi nha. Nguyễn Ánh, Võ Đồng Khánh. Bạn Khánh lên để cho trọng phân định nha, Nguyễn Ánh không có mặt. Rồi, Nguyễn Tấn Hồi, Lê Thiên Khiêm, bạn số 2. Trương Lê Văn Quyến, Phát Phạm, Nguyễn Thành Hùng. Phát Phạm, Nguyễn Ánh, Phạm Phát, bàn số 2, bàn số 3, chuẩn bị. Người thắng vào bán kết, người thua và hạng tư. Bán kết phải từ thắng đọc tên danh nha. Võ Ngọc Nhẹ, Diễm Nguyễn, ok. Rồi tổ trọng tài hạng 78 kg, mình xong việc rồi, mình đổi. Rồi, Nguyễn Văn Linh và Võ Hồng Trung Hiếu. Alo. Bùi Sĩ Hưng và Phạm Công Long chuẩn bị. Thank you.
Go! Đào Ngọc Tín, Dương Thành Huân, bàn số 2 chuẩn bị. Mời Phạm Công Lâm và Bùi Diệp Linh. Ok. Mình nha, trình bảo thắng luôn. Bảo Hồng Trung Hiếu thắng. Rồi. Nguyễn Thanh Phương, Nguyễn Minh Toàn, Lê Minh Đức, Nguyễn Hồng Bảo chuẩn bị. Anh Bảo bỏ cuộc cho nên tới nữa anh lên để cho trọng tài phân định thắng thua nha. Alexei, Nguyễn Ngọc Nghiêm, Table 2 ready. Tay anh thẳng chứ đâu phải tay anh thẳng gì đâu.
Ngô Quang Danh và Nguyễn Thanh Phương, bàn số 3. Ngô Quang Danh và Lê Minh Đức, bàn số 3. Rồi trước tiên, bàn số 3 bán kết Lê Hình Nhật Tân, Nguyễn Mậu Trung. Bàn số 3 Lê Hình Nhật chung kết hạng 70kg Hiếu và thầy Lê Minh Hà. Bạn tí nữa đánh luôn. Rồi tổ trọng tài số 1 mình nghỉ nha. Rồi anh em chuẩn bị đánh chung kết. Trận cuối cùng bạn số 1 và mình bắt đầu mình đánh chung kết nha. Bạn Lê Đăng Kho và bạn Phan Văn Quảng đứng lên vị trí chuẩn bị. Kho Quảng đứng xuống đây em. Quảng xuống đây. Kho qua đây luôn.
Go. Hey,